Chào mừng quý khán giả đến với bản tin Esports ngày 16 tháng 7. Chương trình hôm nay sẽ gồm có những nội dung nổi bật sau đây. Messi chính thức chuyển sang Inter Miami. Arsenal chiêu mộ thành công Declan Rice. Vuruseva viết nên lịch sử. Bản tin ngày hôm nay sẽ được mở đầu bằng những tin tức về Club Barcelona cách đây 2 mùa giải. Cái tên Nico Gonzalez bất ngờ được huấn luyện viên Xavi trọng dụng ở mùa giải đầu tiên ông trở lại với sân Nou Camp. Khi ấy ai cũng nghĩ rằng tài năng trẻ của La Masia sẽ có một tương lai sáng lạn cùng Blaugrana. Tuy nhiên, sự xuất sắc của những Pedri, Gavi đã buộc Nico phải chuyển sang Valencia. Hôm qua, báo giới Tây Ban Nha cho hay Barca sẽ tiếp tục gửi anh đến một đội bóng khác trước mùa giải năm nay. Sau Sergio Busquets, Jordi Alba và Samuel Umtiti, cái tên tiếp theo phải chia tay Barcelona nhiều khả năng sẽ là Nico Gonzalez. Tiền vệ 21 tuổi đang nhận được lời đề nghị từ câu lạc bộ FC Porto, Real Betis, Girona và một số đội bóng ở Premier League, trong đó Porto đang là bến đỗ khả dĩ nhất với Nico, bởi cầu thủ này khao khát được chơi bóng ở Champions League. Phía Barca dự kiến sẽ để sao trẻ người Tây Ban Nha ra đi theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm và không đính kèm điều khoản mua đứt. Ở mùa giải năm ngoái, Nico được Barcelona gửi đến Valencia, anh ra sân 26 trận với 18 lần có tên trong đội xuất phát và giúp bầy rơi trụ hạng thành công. Theo Transfermarkt, giá trị hiện tại của Nico là vào khoảng 10 triệu euro. Sau khi mùa giải 2022-2023 kết thúc, tương lai của Ferran Torres trở nên bấp bênh thì đã 23 tuổi không còn nắm vai trò quan trọng tại Barcelona và sẽ phải ra đi do Blaugrana đang gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, theo tờ Mundo Deportivo, Torres không có ý định rời sân Spotify Camp Nou. Anh đã tích cực tập luyện cùng huấn luyện viên cá nhân của mình trong suốt mùa hè nhằm sớm lấy lại phong độ và ghi điểm với huấn luyện viên Xavi Hernandez. Bên cạnh đó, cựu sao Manchester City còn thường xuyên dùng mạng xã hội để bày tỏ quyết tâm ở lại với Barcelona. Với sự nỗ lực không biết mệt mỏi như khả năng Torres sẽ được đội bóng xứ Catalan đưa vào danh sách cầu thủ không thể bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. PSG vừa có một huấn luyện viên mới là ông Luis Enrique. Thẻ bầu giới Pháp chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn thanh lọc mạnh mẽ đội hình của nhà vô địch Ligue 1. Khá bất ngờ khi PSG muốn mang về một thủ môn mới dù đã có Gianluigi Donnarumma trong khung thành. Ở cứ về hàng đầu được PSG quan tâm đó là Yassine Bounou của Serbia. Nhằm tăng cường sự cạnh tranh cho vị trí thủ môn, huấn luyện viên Luis Enrique đang lên kế hoạch đưa Yassine Bounou về với Paris Saint-Germain. Người gác đến 32 tuổi có nhiều tố chất phù hợp với lối chơi do huấn luyện viên Enrique xây dựng như chiều cao lý tưởng, khả năng chơi chân tốt và dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Bounou cũng đang có ý định ra đi bởi anh đã mất vị trí chính thức vào tay của người đồng nghiệp Marco Dimitrovic. Tuy nhiên, PSG sẽ gặp nhiều khó khăn trong thương vụ này bởi Serbia chỉ chấp nhận ngồi bàn đàm phán nếu nhận được ít nhất 20 triệu euro. Hơn nữa, đội bóng thủ đô nước Pháp cũng phải cạnh tranh với Bayern Munich. Đội bóng đang tìm kiếm thủ môn mới sau khi để Yasuo đến với Inter Milan. Thông qua website của mình, câu lạc bộ Marseille đã công bố bản hợp đồng mới mang tên Renan Lodi. Hậu vệ người Brazil sẽ gắn bó với đội bóng chủ sân Velodrome trong 5 mùa giải. Atletico Madrid nhận được 20 triệu euro từ thương vụ này, cộng thêm 20% số tiền Marseille bán Lodi trong tương lai. Lodi từ lâu đã không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Diego Simeone. Ở mùa giải năm 2022-2023, anh khoác áo Nottingham Forest dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, đại diện Premier League không chấp nhận kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu euro vào cuối mùa. Như vậy, chương đầu tiên trong sự nghiệp của Lodi tại sân vận động Civitas Metropolitano đã khép lại với 118 lần ra sân cùng 6 bàn thắng trong 3 mùa giải. Ở Atletico Madrid, Lodi từng vô địch La Liga mùa giải 2021-2022. Tại nước Mỹ, phố biển Miami đang sục sôi từng ngày với sự hiện diện của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử túc cầu là Lionel Messi. Ngôi sao Argentina đã cùng gia đình bay đến nước Mỹ vài ngày qua để sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để trở thành một tân binh của Inter Miami. Sau một thời gian chờ đợi, đội bóng của cựu doanh thủ David Beckham đã chính thức xác nhận việc chiêu mộ thành công Leo. Mới đây, câu lạc bộ Inter Miami đã chính thức công bố tân binh Lionel Messi. Hợp đồng giữa hai bên được ký vào ngày 15 tháng 7 sau khi siêu sao người Argentina hoàn tất quá trình kiểm tra y tế. Messi sẽ chơi bóng tại MLS trong 2 năm rưỡi
và nhận mức lương dao động từ 50 đến 60 triệu đô la mỗi năm. Dự kiến Inter Miami sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt dành cho Nbunga vào tối ngày 16 tháng 7 theo giờ địa phương trên sân vận động DAV. Buổi họp báo đầu tiên của Messi với tư cách là cầu thủ của Inter Miami sẽ đến vào ngày 17 tháng 7. Sau đó một ngày, cựu tiền đạo của Barcelona sẽ có buổi tập cùng các đồng đội mới. Đến ngày 21 tháng 7, Messi nhiều khả năng sẽ chơi trận ra mắt của Inter Miami khi đội bóng của chủ tịch David Beckham chạm trán Cruz Azul ở League Cup. Sau nhiều ngày đàm phán, Arsenal đã hoàn tất việc chiêu mộ tân binh Declan Rice từ West Ham United. Theo nguồn tin tại Anh, đội bóng chủ sân Emirates phải trả cho đối tác 105 triệu bảng để có được tiền vệ 24 tuổi. Qua đó biến Rice trở thành cầu thủ người Anh có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử. Đây là tân binh thứ 3 của Arsenal trong mùa hè năm nay, sau khi họ đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng để mang về Kai Havertz và Julian Timber. Điều này cho thấy pháo thủ đang quyết tâm cạnh tranh với Man City trong cuộc đua vô địch Premier League mùa giải năm tới. Bản thân Rice cũng rất muốn gia nhập Arsenal, vậy nên anh không thể che giấu cảm xúc khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền thông của câu lạc bộ. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả người mộ Arsenal vì sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho tôi. Thật sự tôi đã bị choáng ngợp. Đã có rất nhiều điều xảy ra, rất nhiều lời đồn trong nhiều tháng. Với tư cách là một cầu thủ, tôi luôn muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh nhất có thể. Hôm nay, tôi đã ở đây và thực sự cảm thấy như đang ở nhà. Tại vòng 25 giải vô địch quốc gia Argentina, River Plate tiếp đón Estudiantes tại thánh địa Antonio Vespucio Lippetti. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Martin De Michelis đăng quang sớm hai vòng đấu. River chủ động đề cao đội hình và có bàn thắng mở tỷ số ngay ở giây thứ 63 sau pha phối hợp tuyệt vời giữa Leandro Pires và Lucas Bentran. Đến phút 18, tỷ số đã là 2-0 sau cú sút căng như kẻ chỉ của Nicolas de la Cruz. Cuối hiệp 1, đội chủ nhà có thêm một bàn thắng nữa nhờ tình huống dứt điểm trên sân phạt đền của Esquen Baco. Sự nỗ lực trong hiệp 2 giúp Estudiantes có được một bàn thắng danh dự ở phút thứ 67 do công của Mauro. Với thắng lợi 3-1, River đã chính thức đăng quang tại giải vô địch quốc gia Argentina khi hơn Talleres 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu. Đây đã là danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ 38 của đội bóng có biệt danh dòng sông bạc. Chỉ còn vài ngày nữa thì ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khai mạc. Vấn đề nổi cộm là sự bất bình đẳng trong vấn đề tiền thưởng giữa hai giải đấu danh giá dành cho các cầu thủ nam và nữ. Tuy nhiên, những tiết lộ mới nhất về tiền thưởng cho thấy quyết tâm của FIFA trong việc xem trọng tại chơi bóng sự khổ luyện của các nữ cầu thủ. Mới đây, tờ World Today đã tiết lộ số tiền thưởng dành cho các cầu thủ tham dự FIFA Women World Cup năm 2023. Cụ thể, FIFA sẽ chi tổng cộng số tiền 163 triệu đô la Mỹ để làm tiền thưởng cho các cầu thủ. Các đội tham dự vòng bảng sẽ nhận được 2,3 triệu đô la Mỹ, vòng tứ kết là 3,3. Đội đứng thứ tư sẽ nhận được 3,7 triệu đô la, đội giành huy chương đồng thu về 3,9 triệu đô la, trong khi đó đội Á quân nhận được 4,5 triệu và nhà vô địch sẽ nhận được 6,5 triệu đô la Mỹ. Căn cứ theo số tiền này, mỗi cầu thủ Việt Nam sẽ nhận được ít nhất 45.000 đô, tức hơn 1 tỷ đồng. Đây là mức thưởng lớn đối với các cô gái của chúng ta. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang tích cực chuẩn bị trước khi tranh tài FIFA Women World Cup. Tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Ở một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận thông tin huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể bị FIFA cấm làm nhiệm vụ ở World Cup nữ năm 2023 do chưa có bằng pro. Theo VFF, ông Chung Seca vẫn được đăng ký với chức danh huấn luyện viên trưởng và được FIFA chấp thuận. Dù chưa có bằng pro nhưng chiến lược gia 72 tuổi đã có chứng chỉ tương đương. Hơn nữa, ông đã có thâm niên trên 5 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Ngoài ông Mai Đức Chung, ban huấn luyện tuyển Việt Nam còn có 6 trợ lý phụ trách chuyên môn. Chuyển sang những tin tức từ làng banh nỉ, tâm điểm của người hâm mộ vào hôm qua là trận chung kết ở nội dung đơn nữ. On Chaper đánh giá cao hơn, nhưng đây là mùa giải Wimbledon của riêng Markéta Vorosova. Vì dù không được xuất hạt giống nhưng tay vợt người Cộng hòa Séc vẫn thi đấu vô cùng xuất sắc để lần lượt vượt qua hàng loạt những đối thủ mạnh. Hôm qua, cô tiếp tục có một ngày thi đấu chói sáng. Trên hành trình tiến vào đến trận chung kết, On Chaper từng đả bại các ứng cử viên vô địch như Arina Sabalenka hoặc là Elena Rybakina. Đối thủ cuối cùng của cô là Markéta Vorosova, tay vợt không được xếp hạt giống. Với đẳng cấp vượt trội, On Chaper đã khởi đầu rất tốt, có hai lần bẻ game ra bóng của đối thủ và vươn lên dẫn trước 4-2 set đầu tiên. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Vorosova giành chiến thắng 4 ngày liên tiếp và hoàn tất set đầu với tỷ số 6-4. Sang set 2, On Chaper tiếp tục dẫn trước 3-1. Tuy nhiên một lần nữa tay vợt người Tunisia mắc sai lầm. Vorosova tận dụng tốt những cơ hội ấy để có được chiến thắng 6-4. Qua đó trở thành chủ nhân của giải Wimbledon nội dung đơn nữ.
Đây là một câu chuyện cổ tích bởi Vodosova chỉ đang đứng hạng 42 thế giới trước khi bước vào giải đấu trên đất Anh. Năm ngoái với một cánh tay bị bó bột, tôi chỉ là khách du lịch ở Wimbledon. Tôi không biết mình có thể trở lại giải đấu này hay không. Đối với tôi, được có mặt ở đây đã là một điều không tưởng. Khi bước vào giải, tôi chỉ đặt mục tiêu cố gắng thắng vài trận. Bây giờ, tôi đang là nhà vô địch. Mọi chuyện thật điên rồ. Ở trong 14 giải đua xe đạp Tour de France, các tay đua đã gặp rất nhiều khó khăn trên đoạn đường dài 152 km từ Annemasse đến Mugina. Khi chỉ còn cách vạch đích 5,5 km, một vụ va chạm nghiêm trọng đã xảy ra khiến một số tay đua không thể tiếp tục thi đấu. Trên cung đường đèo dốc, nhiều vận động viên muốn nhấn bàn đạp đi riêng nhưng không thành công. Ngoài trừ bộ ba Carlos Rodriguez, Tadej Pogačar và Jonas Vingegaard, tận dụng sự cạnh tranh giữa Pogačar và Vingegaard, Rodriguez đã tấn công ở những km cuối, có đã giành chiến thắng chặng với thành tích 3 giờ 58 phút 45 giây. Pogačar và Vingegaard lần lượt về vị trí thứ 2 và thứ 3. Kết quả này giúp cho Vingegaard tiếp tục giữ áo vàng với khoảng cách 10 giây so với đối thủ đến từ đội UAE, Team Emirates. Chiều tối ngày 15 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, lễ khai mạc giải các danh thủ cờ tướng quốc tế tranh cúp Phương Trang lần thứ 6 đã được diễn ra. Đây là giải đấu có truyền thống và quy mô bậc nhất trong làng cờ tướng tại Việt Nam, cũng như gây được nhiều tiếng vang trên kỳ đài quốc tế. Sự kiện năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 47.000 đô la Mỹ, tức khoảng gần 1 tỷ 120 triệu đồng. Trong đó nhà vô địch sẽ được nhận 25.000 đô la Mỹ, con số kỷ lục của làng cờ tướng Việt Nam và có thể của cả nhiều bộ môn thể thao khác. Có được điều đó nhờ vào sự nỗ lực và chuẩn bị hết sức chu đáo đến từ ban tổ chức. Có thể nói giải cúp Phương Trang các danh thủ quốc tế lần thứ 6 được tổ chức rất là chu đáo. Rút kinh nghiệm 5 lần tổ chức, lần này ban tổ chức, đặc biệt là nhà tài trợ Phương Trang đã chuẩn bị từ cái khâu đi chuẩn bị địa điểm thi đấu. Cách đây hơn một tháng, ban tổ chức đã đến đi tìm tất cả các khách sạn ở khu vực Đà Nẵng, chọn cái địa điểm thi đấu cho chuẩn. Đây là cũng là một cái tạo điều kiện để cho các cái kỳ thủ Việt Nam hòa nhập với cờ tướng quốc tế. Giải đấu năm nay quy tụ 23 kỳ thủ, bao gồm 5 kỳ thủ quốc tế và 18 kỳ thủ Việt Nam. Trong đó đáng chú ý là đặc cấp quốc tế đại sư Tưởng Xuyên, nhà vô địch thế giới năm 2011 và là đương kim vô địch Trung Quốc 2023. Về phần nước chủ nhà, niềm hy vọng số 1 là đặc cấp quốc tế đại sư Lại Lý Huynh, cùng dàn hảo thủ như Nguyễn Thành Bảo, Trần Á Sáng, Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Chúng ta có 18 kỳ thủ trong nước và 5 kỳ thủ của các quốc gia Trung Quốc, Trung Hoa Đại Bắc, Malaysia, rồi Singapore và Hồng Kông. Có thể nói đợt này là quy tụ các kỳ thủ hàng đầu của khu vực và của Việt Nam. Đặc biệt là đây cũng là một cái dịp để các kỳ thủ Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch châu Á vào tháng 8 năm 2023 tại Thái Lan, đặc biệt là ASEAN lần thứ 19 tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc tháng 9 năm 2023 và giải vô địch thế giới lần thứ 17 tổ chức tại Mỹ. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 24 tháng 7, hứa hẹn mang đến cho người yêu cờ những cuộc thư hùng đỉnh cao. Sáng ngày 16 tháng 7 tại Đà Nẵng, vòng đấu mở màn giải cờ tướng các danh thủ quốc tế tranh cúp Phương Trang lần thứ 6 đã chính thức diễn ra. Tại bảng A, kỳ thủ đương kim vô địch Trung Quốc 2023, đặc cấp quốc tế đại sư Tưởng Xuyên, đồng thời là hạt giống số 1 tại giải, có màn ra quân gặp kỳ thủ Uông Dương Bắc của Việt Nam. Với lợi thế đi trước, những tưởng kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc sẽ có một trận đấu tương đối dễ thở trước Uông Dương Bắc. Nhưng thật bất ngờ, Thuận Pháo Vương đã có một màn trình diễn cực kỳ xuất sắc khi đánh bại Ngọc Diện Thần Quân Tưởng Xuyên để giành về một điểm đầu tiên. Ở bảng đấu này, Túy Kỳ Tiên Trần Á Sáng cũng đã bất ngờ bại trận trước kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm, đồng thời mở ra cục diện khó đoán cho bảng A. Trong khi đó ở bảng B, hai kỳ thủ được đánh giá cao là Nguyễn Thành Bảo và Ngô Tông Hàng đến từ Singapore đã giành về những chiến thắng đầu tay trước Phan Nguyễn Công Minh và Huỳnh Linh. Còn ở bảng D với chỉ 5 kỳ thủ, Thẩm Nghị Hào của Malaysia đã chứng tỏ sự nhỉnh hơn trước Nguyễn Anh Mẫn, nên dù đi sâu vẫn khuất phục được đối thủ để giành về một điểm đầu tiên. Bảng C, mọi sự chú ý dồn vào kỳ thủ số 1 Việt Nam hiện nay, Lại Lý Huynh, khi anh có màn đối đầu với đồng hương Chu Tuấn Hải. Không quá khó khăn cho Nam Phương Công Tử giành về điểm số đầu tiên trước đối thủ kém hơn anh về sức cờ. Ở bảng đấu này, hai kỳ thủ Hoàng Học Khiêm của Hồng Kông Trung Quốc
và Triệu Dịch Phàm của Đài Bắc Trung Hoa đã chia điểm sau ván đấu đầu tiên. Giải cờ tướng các danh thủ quốc tế tranh cúp Phương Trang lần thứ 6 năm 2023 sẽ tiếp tục diễn ra từ nay cho đến ngày 24 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng. Những thông tin thể thao trong nước vừa rồi cũng đã khép lại bản tin N-Sport ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin tiếp theo.